Làm sao chúng ta có thể đảm bảo chính mình một niệm sau cùng là niệm Phật? Đây là vấn đề quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở niệm Phật đường, niệm ngày niệm đêm không gián đoạn. Vì sao vậy? Là huấn luyện, luyện tập, hy vọng lúc sắp mạng chung có thể dùng được. Nhưng có rất nhiều sự thật cho chúng ta thấy, lúc sắp mạng chung bị bệnh ngặt nghèo, rơi vào hôn mê, không biết gì thì làm thế nào đây? Đây là ngưỡng cửa nguy hiểm nhất. Con người ở trong tình trạng này, trợ niệm cũng không thể giúp được. Cho nên không thể không có phước. Phước là thường ngày chúng ta phải tu tích, tích lũy công đức, đây là tu phước. Tích đức chính là giữ tâm tốt, niệm niệm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho xã hội. Tích công, công chính là làm việc tốt, nói lời hay. Chúng ta ngày nay đề xướng bốn tốt, phải làm cho thật nghiêm túc, thật nỗ lực. Vì chúng sanh, không nên vì chính mình. Có sức thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Mong điều gì vậy? Chẳng mong điều gì cả. Chỉ mong lúc sắp mạng chung, tinh thần thật tỉnh táo, thật sáng suốt, không điên đảo, không mê hoặc. Đây là đại phước báo. Vì bạn thật rõ ràng, thật sáng tỏ, mười pháp giới là do chính mình lựa chọn. Bạn có năng lực lựa chọn. Lúc này mà mê hoặc điên đảo thì bạn không có năng lực lựa chọn rồi. Không có năng lực lựa chọn thì nhất định là tùy theo nghiệp chuyển, bị nghiệp lực của bạn lôi kéo đi. Bản thân bạn không làm chủ được, người đó gọi là người không có phước báo. Lúc còn sống thì hưởng hết vinh hoa phú quý, phước báo của họ hưởng hết rồi. Khi sắp đi, không có phước báo. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta ở trong một đời phải học đại thánh đại hiền, đời sống phải tiết kiệm, phải giản dị. Phước báo chúng ta tích lũy, lúc sắp lâm chung hãy hưởng thụ. Đây là nói rõ đi đầu thai vào giới nào trong mười pháp giới là có thể tự mình lựa chọn. Tự mình lựa chọn sẽ quyết không lựa chọn đường ác. Đâu có người nào khờ như vậy. Nhất định lựa chọn nơi mà bản thân bạn thích đến. Nhưng ở trong đây có điều kiện. Chúng ta cần phải chuẩn bị những điều kiện này. Những điều kiện này thường ngày phải tu tích. Bình thường, người không biết tích lũy công đức, người chỉ biết ham mê hưởng thụ, không cần nói đến lúc sắp mạng chung, mà lúc về già, phước báo đã hưởng hết rồi. Đời sống về già vô cùng bần hàn, không có ai chăm nom. Thậm chí như chúng ta cũng thường nghe nói, có một số người già đã chết mấy ngày rồi, hàng xóm mới phát hiện. Bạn thấy điều này đáng thương biết bao. Lúc sắp mạng chung, bản thân biết rõ không đau ốm, có bạn bè tốt đồng tu tiễn đưa, trợ niệm giúp bạn. Đây chân thật là đại phước báo. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều này trên kinh nói rất rõ ràng. Những lời này chúng ta không được phép lơ là một chữ nào. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký, tập 105. Thank you.
Phật. Nam